Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 1 của giáo trình Daroga Brasil. Chúng ta học phần thứ tư, chúng ta gọi là phần 1D. Trong phần này thì chúng ta vẫn tiếp tục phần ngữ âm, nhưng mà trong giáo trình đã bắt đầu cho từ mới, cho nên là các em cố gắng đọc, nghe theo và nhớ viết từ mới nhé. Nhớ viết từ mới để chúng ta biết nghĩa của chúng. Bởi vì sao? Là phương pháp dạy của giáo trình này là phương pháp dạy giao tiếp, cho nên là người ta sẽ cho từ mới rất nhiều. Đó. Thông thường thì trước đây cứ mỗi một bài học thì chúng tôi cứ phải học 50 đến 100 từ mới trong một ngày. Cho nên là các em cũng cố gắng phải học từ mới. Chúng ta bắt đầu vào bài. Ở đây thì chúng ta có những âm A và âm Ơ. Tôi cho hơi lui xuống một chút. Âm A và âm Ơ ở đây có nghĩa là nó bị nhược hóa đi, đúng không ạ? Đó. Ví dụ như là chúng ta có từ tám, 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 ở đây là phần phiên âm, tám. Phiên âm này cũng phiên âm luôn bằng tiếng Nga, chứ không giống như trong tiếng Anh phiên âm sang tiếng Việt, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ tập đọc kể cả bằng tiếng Nga luôn, thoát ly tiếng Việt luôn để chúng ta học được cái ký tự Slaver này nhé. Tám, tám. Và tiếp theo có từ in, in. Đây là tên cô bé tên là Inna, đúng không ạ? Đây cô bé tên là Inna đây. In, chúng ta đọc đây là in, gần như là inner, đúng không ạ? Nhưng mà không đọc là ơ hẳn ở giữa ơ và a. In, in, có nghĩa là gì ạ? Chữ a và bị nhược hóa đi, nó đọc nhẹ đi, đúng không ạ? In, bây giờ sang âm o, đốm, đốm, đọc là o, đúng không ạ? Đây là, nhưng mà chữ này thì lại bị đứng nhược hóa. O này về nguyên tắc thì đối với người Việt chúng ta có một cái nguyên tắc là người Việt học tiếng Nga, người ta viết cho người Việt học tiếng Nga là chữ O mà đứng trước, đứng đầu tiên ở trong từ thì được đọc thành A. Cho nên ở đây trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc là Anna, Anna. Nhưng mà có điều là nó không phải là dưới trọng âm, cho nên nó sẽ đọc rất nhẹ, đúng không ạ? Và ngắn đi. Anna, Anna. Đáng ra phải là ta ta, đúng không ạ? Từ thứ hai là âm tiết thứ hai đọc dài hơn, đúng không ạ? Chúng ta đọc là Anna, Anna, đọc lại nhé. Tam, in, đốm, Anna, Anna. Đến bài số 4 này thì các bạn đã thấy nó hay hơn nhiều chưa ạ? Nó hay hơn nhiều bởi vì sao? Nó bắt đầu có từ rồi, đúng không ạ? Các bạn cố gắng nhé. Đến bài số 5, số 6 sẽ hay hơn rất nhiều. Những ai đã cố gắng được đến bài số 4 này thì chúng ta sẽ rất vui vẻ cùng nhau bước vào học tiếng Nga một cách là trọn vẹn hơn, đúng không ạ? Từ 1 đến bài, từ bài 1, bài 3 thì các bạn có thể là còn nghi ngờ rằng là có cần học như thế không, đúng không ạ? Từ bài thứ tư này là tất cả các bạn đều phải học rồi. Không có là chúng ta sẽ bị không biết từ rất nhiều. Tiếp theo nào. Mama, đọc là mama. Papa, papa. Alo, alo, alo. Đây hai chữ L chúng ta đọc thành một, đúng không ạ? Alo, alo là alo, đúng không ạ? Mama, papa, papa. Alo, alo. Photo, photo. Photo là cái bức ảnh, đúng không? Photo, photo. Và đây chúng ta sẽ đọc là vada, vada. Đây lại một nguyên tắc về trọng đọc chữ O trước trọng âm. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta nhớ nguyên tắc thứ nhất ở đây là nếu chữ O đứng ở đầu từ thì sẽ được đọc thành A. Và nguyên tắc thứ hai, nếu chữ O đứng ngay trước âm tiết có trọng âm thì cũng được đọc thành A. Ở đây chúng ta đọc là vada, vada. Nếu mà bạn nào tự học tiếng Nga mà không được giao tiếp thì các bạn sẽ đọc là vô đà, đúng không ạ? Đây chúng ta đọc là vada, vada, đọc là A rất ngắn. Vada, vada, vada. Đọc lại nhé. Mama, papa, alo, puta, puta, vada, vada. Mama, papa, алло. Фото. Вода. Tiếp theo nè. Chúng ta sẽ có hai tập hợp. Hai từ. Ôn. Anna. Ôn. Đây là cậu bé này. Ôn. Anna. Chúng ta không cần biết ôn là gì. Sang tiếng Việt là gì? Các bạn đừng có dịch sang tiếng Việt là gì. Chúng ta chỉ biết ôn có nghĩa là chửi cái cậu bé này. Chỉ cậu bé, đúng không ạ? Anna là chỉ cô bé này. Có nghĩa là gì ạ? Anna là chỉ con gái, ôn là chỉ con trai. Vậy thì ôn này có thể là ông cụ, có thể là chàng thanh niên, có thể là người trung niên, có thể là cậu bé, đúng không ạ? Đều là ôn. Và Anna cũng vậy, có thể là cô bé này, có thể là một bà già.
có thể là một cô giáo, có thể là một cô gái, đúng không ạ? Đều là Anna. Vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng đó là Anna. À, Anna, on Anna, on Anna. À, vote, vote, vote là gì? Vote là kìa, đúng không ạ? Kìa. Vada, vada, vada là chai nước, đúng không ạ? Vote vada, đây này nước đây thôi. Vada. À, nếu tôi nói đây này nước đây thôi thì chúng ta sẽ nói vốt vát đà. Các bạn đừng có nghĩ rằng là tiếng Việt là đây này nước đây thôi dịch sang tiếng Nga là gì, có một khối dịch được không, dịch được đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta có một cái tập hợp tương đương ở trong tiếng Nga, vốt vát đà, vốt vát đà, chúng ta nói luôn vốt vát đà, không cần phải dịch nữa, đúng không ạ? Không cần phải dịch, vốt vát đà, vốt vát đà là xong, đúng không ạ? Các bạn đừng dịch nhé. Nguyên tắc của tôi dạy các bạn là không dạy các bạn dịch, mà dạy các bạn là hiểu những cái nghĩa của nó và nói những cái câu tương đương trong tiếng Nga. Ok, đó là cái nguyên tắc dạy học hiện đại, bây giờ dạy học ngoại ngữ hiện đại nhé. Chúng ta có phải là học để đi dịch thuật chuyên nghiệp đâu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói rất nhanh những cái mẫu câu tương ứng ở trong tiếng Nga và trong tiếng Việt. À, tương ứng với cái từ bố trong tiếng Nga là gì ạ? Trong tiếng Việt là gì ạ? Trong tiếng Nga sẽ là papa. Tương ứng với từ mẹ là gì ạ? Mama. Tương ứng với từ cô bé là gì ạ? Anna. Tương ứng với từ cậu bé là gì ạ? On, đúng không ạ? À, nước là gì ạ? Vada, vada. À, nước đây thôi. Vốt vada, vốt vada. Một bạn hỏi là nước đâu, nước đâu, à nước đâu nhỉ, à bạn cần chỉ luôn vốt vát đá, vốt vát đá, đây nước đây, đúng không ạ? Ok, chúng ta xem tiếp nhá. À, phần dưới rồi đã hay hơn rồi, đúng không ạ? Hay hơn. À, chúng ta xem nào, hãy nghe nhắc lại và đọc. Ok, nghe nhắc lại và đọc, chúng ta cứ nghe tôi nói và các bạn cố gắng nhắc lại nhé, và sau đó các bạn tự đọc lấy nhé. Ok, tiếp theo nào. Ôn tám, ôn, à cậu ấy, tám đằng kia, đồm ngôi nhà, tụt ở đây, tưới cậu, mười chúng tôi, vui các anh, đúng không ạ? Ôn tám đồm tụt tưới mười vui, không đọc là mư, đọc là mười, gần có chữ y đằng sau ấy, ươi ươi mười vui. À, tiếp theo nào, et, à đây là et. Eter, nếu tôi nói Eter on, đây là cậu bé. Eter dom, đây là ngôi nhà. Eter tui, đây là cậu đấy. Eter mui, đây là tôi, đây là chúng tôi. À, đúng không ạ? Eter photo, Eter photo. À, đây là cái bức ảnh. Eter photo, đây là bức ảnh. Eter mama, mama. À, đây là đọc là ma, không đọc mama, mama. À, đọc mama, mờ mờ, đúng không? Mama, mama, papa. Papa, lampa, 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 Anna, Anna. À, không đọc là Anna, đọc là Anna, A đúng không ạ? Giữa ơ và A. Anna, Anna, Ala, A đây là L đúng không ạ? Ala, 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 Koala đấy đúng không ạ? Koala, Koala, Anna, Anna, Ala. À, tiếp theo nào. Chúng ta biết là lampa là gì ạ? Có ai quên chưa? Lampa là cái đèn, đúng không ạ? Lampa là cái đèn. Dom là gì ạ? Ngôi nhà. Tút là gì? Ở đây. Tam là gì ạ? Ở đằng kia. Eter là gì ạ? Đây là photo. Photo là gì ạ? Dễ quá rồi. Bức ảnh. Mama là mẹ. Papa là bố. Lampa là đèn. Anna, Kuala. A là Kuala. À, bây giờ có từ mới bên này nhé. Luna, Luna. À, các bạn biết Luna. Bài hát Luna, Luna của nghệ sĩ Sofia Rotaru hát. À, bài về ánh trăng đấy. À, Luna là mặt trăng. Luna, Luna, Luna. Na Lunie là ở trên mặt trăng. Luna, Luna, Luna. Đọc là Luna, Luna, Luna. Trong âm rơi đây. Luna, Ivan, Ivan là cậu Ivan. Ivan, Ivan. À, đây là anh Anton. Anton, 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 Ivan, Ivan, Ivan. Luna, Luna. À, tiếp theo là Anna. Anna, Anna là cô bé, cô là cô ấy đúng không ạ? Cô ấy. Vada, vada, vada là nước. À, đúng chưa ạ? À, các bạn nghe thấy tôi nói nhiều để làm gì ạ? Để cho nó in sâu vào trong óc các bạn và để các bạn nhớ đó là cái gì, đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta đọc lại nào. Ôn, tám, đốm, ngôi nhà, đốm, tụt, tụt ở đây, tươi, tươi, mười, vui, cái này dễ rồi, chúng ta không phải nói nhiều nhé. Tươi, mười, vui. À, gặp nhiều chúng ta sẽ hiểu thôi, đúng không ạ? Vừa rồi có bạn hỏi tôi là tươi và vui là cái gì đúng không ạ? Tươi, vui. Tươi cũng là cách hai, à ngôi thứ hai. Vui cũng là ngôi thứ hai, nhưng chỉ có điều là đây là số ít, đây là số nhiều. Tươi, đây là một mình cậu thôi. Một mình cậu. À, vui chỉ là
các bạn, các anh, các chị, đúng không? Có rất nhiều cậu với lại rất nhiều người nữa gọi là vui, đúng không? Hoặc là trong trường hợp người ta có thể là sử dụng vui đối với một người khi mà người ta tôn trọng người đó, mà người ta thấy rằng người đó nhiều tuổi hơn, giáo sư, giáo siếc chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta gọi là vui, đúng không? Thế còn bạn bè chúng ta gọi là tươi. Ok. À, et, fot, mam, pap, lamp, an, al. Это фото мама папа лампа Анна Алла. À, tôi nói hơi nhanh đúng không ạ? Nhanh bởi vì sao, nó đơn giản rồi. Tiếp theo nào. Luna, Luna, mặt trăng. Luna, Ivan, cậu Ivan, Ivan, Anton, Anton, cậu Anton. Anna, Anna, à cô ấy. Vada, Vada, là gì ạ? Nước. Luna, Ivan, Anton, Anna, Vada. Ok, chúng ta nhìn nhé. Bây giờ chúng ta có bức ảnh này. Et Ivan, đây là cậu gì ạ? Cậu Ivan đây. Et Ivan, Et Ivan, chúng ta nói Et Ivan, Et Ivan. Anh đây là ai ạ? Đây là bố và mẹ này. Et mama, i papa, Et mama, i papa. I là gì ạ? I là và đúng không? Et mama, i papa. Đây là mẹ và bố. À, nói đây là mẹ và bố này. Et mama, i papa. À, bây giờ nói ngược lại nè. Đây là bố và mẹ nè. Et papa, i mama, Et papa. I mama. À, thế bây giờ nói cái câu nè. Đây là bố mẹ và Ivan nè. Et mama, papa, i Ivan. Đúng không? Et mama, papa, i Ivan. Đây là bố, mẹ và anh Ivan. Et Ivan. Et mama i papa. Et Ivan. Et mama i papa. Ok. Thế như vậy là chúng ta đã xong phần thứ tư của bài học số 1. À, các bạn cố gắng nghe nhiều lần và cố gắng góp ý cho tôi ở bên dưới nhé. Bạn nào viết học bài học xong thấy tốt, bạn viết bên dưới là cảm ơn thầy, bài học tốt lắm ạ. À, bạn nào thấy cần góp ý gì thì thưa thầy, em thấy là cần phải làm như thế này, làm như thế kia, đúng không ạ? Các bạn cố gắng viết nhé. À, bạn nào học thấy bài thích thì bạn bấm like cho tôi biết là các bạn đã học bài. Chứ không có thì tôi thấy chả có ai xem cả, tôi thấy chán lắm, đúng không ạ? À, ok, cảm ơn các bạn. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ bài video trên tường Facebook của các bạn, viết câu hỏi cho tôi qua địa chỉ email hoangvideo37a@gmail.com và ghé thăm kênh của em bé Alisa Vui Nhộn bằng cách gõ từ khóa trong YouTube Alisa Diary. Chúc các bạn có cuộc sống bình yên, làm ăn thuận lợi và luôn thành công trong mọi công việc.